Diệu Thảo Anna xin được kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay mời quý vị chúng ta cùng đến với liên khúc dân ca Nam Bộ Lý Cây Bông, Lý Kéo Chài qua phần tập luyện của bạn Anna. Xin mời quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.